Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Hôm nay Thanh Lan xin mời quý vị gặp gỡ, nói theo kiểu mới bây giờ nhé, bác sĩ nha khoa, đúng không? Dạ, anh Cao Minh Hưng, con chim đầu đàn của Tình Nghệ Sĩ, là một nhóm mà Thanh Lan rất là yêu mến. Tại vì Thanh Lan thấy thời gian trôi qua thì là được biết bao nhiêu là các em, các cháu gia nhập vào đoàn Tình Nghệ Sĩ của Cao Minh Hưng. Xin mời Cao Minh Hưng chào quý vị khán giả của Thanh Lan Show và nói về đoàn Tình Nghệ Sĩ nhé. Trước hết Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương của dân ca Thanh Lan. Rất là vui là một nửa thì chị em mình có dịp gặp với nhau. Thưa chị, một nửa rất là vui ngày hôm nay. Thì Cao Minh Hưng cũng là một fan của chị, theo dõi rất là nhiều chương trình mà chị phỏng vấn rất là nhiều những nhân vật trong cộng đồng của chúng ta. Ngày hôm nay thì đến lượt được đến thương mình thì cũng hơi hồi hộp. Có gì đâu mà hồi hộp, tại vì hai chị em mình từng nói chuyện với nhau nhiều lần rồi mà. Thưa chị, thì nhân chị hỏi về, chắc là không biết là chị muốn nói về câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trước không thưa chị? Đúng, tại vì cái đó là cái nổi bật nhất của Cao Minh Hưng, bây giờ mọi người ai cũng đều chú ý đó. Xin cảm ơn chị. Chắc là quý vị khán giả, đặc biệt ở miền Nam Cali cũng không xa lạ gì đối với sinh hoạt của các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thì kính thưa quý vị, thì năm nay là tháng 3, sắp tới đây là 2025, là bước sang 15 năm rồi thưa chị. Màu quá, thời gian rất là mau. Thì phải nói đây là một cái hội đoàn, một cái câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ như là một cái gia đình thứ hai của Cao Minh Hưng. Thì trở lại một chút xíu, chắc là quý vị khán giả nếu mà chưa từng nghe tại sao câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ ra đời, thì kính thưa quý vị, thưa chị Thanh Lan, không biết là chị đã nghe câu chuyện này chưa. Thì trước đây khoảng hơn 15 năm về trước, tức là khoảng 2008-2009, thì lúc đó thì internet cũng chưa nhiều người có sử dụng internet hay là YouTube hay là social media như bây giờ. Thì cũng có một số diễn đàn, thì Cao Minh Hưng cũng gia nhập vào đó. Có một diễn đàn gọi là Tình Nghệ Sĩ, thì thỉnh thoảng Cao Minh Hưng thấy cùng một số những nhạc sĩ rồi ca sĩ cũng post những bài hát trên diễn đàn đó. Thì một cái mùa tháng 11, tháng 12 thì Cao Minh Hưng có sáng tác một bài hát. Trong cái dịp Giáng sinh như vậy, thì thưa quý vị, thì ngay đó thì khi mình có bài hát xong, mình cũng muốn khoe với lòng mọi người. Cao Minh Hưng cũng post bài hát đã lên trên diễn đàn. Thì ngay lập tức thì ngày hôm sau lại có một cái câu thơ trả lời, chị biết của ai không? Của nhạc sĩ Anh Bằng. Lời chị biết rồi, từ những ngày đầu là có chú Anh Bằng. Thứ như vậy. Thì cái thì bài hát Lời Nguyện Cầu Đêm Noel vào năm đó thì mình cũng không ngờ, tại vì mình biết là nhiều cái nhạc sĩ nhưng mà thỉnh thoảng họ không có lên trả lời trong cái diễn đàn đó. Thì chú Anh Bằng viết một cái thư, chú nói wow, cũng có một số cái comment nhận xét về bài hát. Chú có một người rất là quan đạo về đạo Công giáo, thì chú mới nói wow, và kiểu nhờ nhận xét khích lệ, và từ đó thì mình thấy wow, cái bài hát cũng lọt vào mắt xanh của chú. Sau đó thì từ bài hát đó thì cái mối tình thân giữa Cao Minh Hưng và nhạc sĩ Anh Bằng, từ những một số chú email qua lại, và sau đó thì chú có nảy ra ý định, chú nói là chú muốn thành lập một cái hội. Chắc là như chị dân ca Thanh Lan ở đây, rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại, khi mà chúng ta sinh hoạt, theo chú nói thì mỗi người sinh hoạt một cái môi trường, cái cuộc sống mình riêng với nhau. Nhưng mà chú có muốn, mong ước là phải nói cái hoài bão của chú là một cái hội nào đó để các anh chị em nghệ sĩ tương trợ với nhau. Ví dụ như có người bệnh hoạn hay là đau yếu hay là bất cứ hoàn cảnh gì thì có thể tương trợ với nhau. Cũng như là song song với đó thì chú cũng rất là muốn phát triển hay là phổ biến những cái bài hát mới. Tại vì trung tâm thì những cái trung tâm âm nhạc, chắc là dân ca Thanh Lan cũng chị cũng biết là họ chỉ chọn một số bài hát thôi, rất là nhiều nhạc sĩ sáng tác nhưng mà không có cơ hội để phổ biến bài hát của mình. Thì từ ý tưởng đó thì
Chúng mình nói cảm ơn Hưng đứng ra cùng với chú thành lập một cái hội. Thì thật sự mình nói hôm qua mình mới chập chững bước vào cái lĩnh vực sáng tác. Vì biết là cảm ơn Hưng là người chính là nhà sĩ, học nhạc, sáng tác nhạc chỉ là một cái hobby thôi. Thành ra khi mà chú nói vậy, nói wow, cảm ơn chú, nhưng mà chắc là chú nhờ một cái người nào đó, đó là có uy tín, nhiều người nhạc sĩ biết, trong giới nghệ sĩ, còn cháu mới chập chững vào sinh hoạt thôi, chứ không có nhiều. Thì cho nên không sao, chú nghĩ là cảm ơn Hưng làm được. Thì thật ra lúc đầu trước khi có tên cái câu lạc bộ tại nghệ sĩ, chú mà đặt một cái tên gọi là Hiệp hội các nghệ sĩ hải ngoại something like that nha. Thì những cái tên nó cũng hơi dài. Thì cuối cùng thì cái tên câu lạc bộ tại nghệ sĩ ra đời, và đúng là tháng 3 năm 2010 tại nhà Monami. Vậy chứ cái tên nó dài quá rồi, rốt cuộc thì mình chọn cái tên gì? Dạ, tên câu lạc bộ tình nghệ sĩ thôi chị. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Nhưng mà là 2010 là chính thức ra mắt đó thưa chị. 2010. Và cũng được 14 năm rồi. Dạ, 14 năm thì đến tháng 3 2015 là 15 năm. Thì ngày đó còn nhạc sĩ chú Lam Phương rồi chú Nam Lộc cũng có đến tham dự cái buổi ra mắt ở nhà hàng Monami cũng gần đây. Dạ, thì từ đó đến nay thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng có nhiều sinh hoạt. Như là các chị em trong câu lạc bộ nghệ sĩ những người lớn thì cũng có là fashion show rồi học ca, sau này thì khoảng 8-9 năm nay thì có thêm ban thiếu nhi đó chị. Đó, chị là chị thích cái ban thiếu nhi đó. Một trong những cái lý do mà chị làm thơ với lại chị viết sách này kia là tại vì chị nhắm tới các em thiếu nhi đó. Tại vì chị, cái ý kiến riêng của chị là chị thấy rằng các em các cháu mà không nói được tiếng Việt trong gia đình thì mai mốt cái tiếng Việt của mình nó sẽ mai một đi. Thì mình mất cái truyền thống đi. Thì chị thấy buồn trong lòng. Có nhiều người lại vào bảo có cái gì đâu mà buồn. Thì cho chị xin ý kiến của em đi. Em thấy sao cái điều đó, em có thấy buồn không? Chứ chị thấy em mà quy tụ bao nhiêu là các em thiếu nhi vào, chắc là em cũng có cái ý đó trong đầu quá. Dạ, chắc chắn là mình phải buồn chứ chị. Phải nói văn hóa là người ta thì mình cũng hay nghe câu nói là có tiếng Việt còn thì người Việt còn. Nếu mình ra ngoài hay ngoại mà các em sau này thế hệ kế tiếp mà không nói tiếng Việt thì các em cũng như là một người Mỹ thôi, chỉ có da vàng nhưng mà không nói tiếng Việt thì không còn giữ cái văn hóa Việt Nam, rồi những cái tác phẩm, những bài hát như là của chị Thanh Lan đây, rồi những nghệ sĩ sáng tác, các em đâu có hiểu gì, chỉ là thuyền tí tiếng Mỹ thì lúc đó đúng nói là mình mất tới đây thì chị chợt nhớ tới một cái câu này nó xa xưa lắm, nó xa xưa lắm là đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Rồi từ khi mà có cái câu đó ra thì là tất cả những người dân làng đi ngang đó đều vứt một cục đá vào để cho càng ngày nó càng giữ nó cho cái trụ đồng đó là coi như đứng vững mãi mãi, không bao giờ bị ngã hay là đổ xuống. Thì bây giờ mình cũng như là không còn ở Việt Nam nhưng mình cố gắng giữ gìn cái tiếng nói và cái tâm tình của người Việt Nam. Thì thưa quý vị, mỗi khi mà Thanh Lan gặp những người bạn cùng lên gặp gỡ với quý vị như thế này là cũng chỉ để tâm tình thôi chứ chẳng có cái gì là ghê gớm cả. Thì chị Thanh Lan cũng tò mò muốn biết rằng Cao Minh Hưng qua đây lúc đó bao nhiêu tuổi và cái đoạn đường đời cái lúc đó có gặp nhiều khó khăn không? Thưa chị, cũng như là bao cái thế hệ của Cao Minh Hưng lúc đó thì năm 1975 thì lúc đó Hưng 6 tuổi. Thì chắc là quý vị tính nhẩm ra biết bây giờ bao nhiêu tuổi thì rồi. Thì đấy mới có 6 tuổi ghê quá. Thì 6 tuổi lúc đó bố trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì quý vị biết sau năm 1975 là 13 năm Cao Minh Hưng ở Việt Nam. Tức là mình lớn lên từ cấp 1, cấp 2 rồi vô trung học. Thì những ngày thập niên 80-90 thì cái tuổi học trò mình phải nói rất là cực khổ. Những học trò mà thi vào đại học chị nhớ lúc đó mình xếp đối tượng, nếu mà có những đối tượng mà bố mẹ đi làm quân lực Việt Nam Cộng Hòa không được vào đại học, không đâu. Được vào đại học xếp rất là cao, 11-12 rất là nhiều, tức là cái cơ hội vào những cái trường đại học cũng rất là khó. Thì cũng may mắn là chú có Cao Minh Hưng, thì chú đi di tản năm 75, sau đó bỏ lại gia đình. Thì năm 1988 thì Cao Minh Hưng bố mẹ và gia đình thì đặt chân ở Hoa Kỳ, là may mắn không phải trải qua những cái kỳ vượt biên. Được đi đoàn tụ lúc đó cái diễn ODP đó chị. Thì lúc đó mình qua đây lúc đó hơn 19 tuổi thì cũng vừa xong trung học ở Việt Nam, thì qua đây cũng vừa cái tuổi mình cũng vào đại học thì tiếp tục học nữa. Thì tất nhiên là đối với thế hệ của như chúng tôi là qua đây thì tiếng Anh thì không có trở ngại nhiều, nhưng mà tuy nhiên cuộc sống là mình phải vừa đi học vừa làm, chắc là cực khổ, chắc chắn là cực khổ. Dạ, thì ai mới qua mà chẳng khổ. Tại vì mình đa số đi là đi bàn tay trắng, chứ đâu có đem được của cải đi đâu. Những người nào mà có của cải là bên kia cũng đã bị tịch thu hết rồi, nó mới là tìm đường chạy. Thì nhắc tới cái đoạn đường mà đầu tiên qua tới hải ngoại đó, thì phải nói rằng
mọi người đều phải đau khổ như nhau, vì qua một cái đất nước rất là lạ lẫm, cuộc sống chẳng biết làm cái gì cả, rồi còn phải lo cho gia đình nữa, rồi còn phải nghĩ tới những người thân nhân ở Việt Nam nữa, thì trong lòng rối bời bời, mà còn phải học tiếng Anh nữa. Là vâng, thưa quý vị, cũng may là Thanh Lan ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà lên tới đại học thì lại chọn văn chương Anh và văn chương Mỹ, cho nên là lúc đó cũng phải học lịch sử của nước Mỹ này ghê gớm lắm, là những người đầu tiên qua tới tiểu bang Massachusetts, tới thành phố Boston bằng cái con tàu, một cái con tàu nhỏ xíu thôi mà bây giờ thành một cái đất nước rộng lớn như thế này, gồm cả biết bao nhiêu là người Việt, người Mỹ mà gốc Việt. Nhưng mà chắc là quý vị cũng đồng ý là Hoa Kỳ là một cái đất nước người ta lên opportunity, tức là mình cho mình cái cơ hội, nếu mình chỉ có cố gắng, có ý chí thì tất cả mọi người có thể thành công được. Thì nếu mà Việt Nam thì không có cái cơ hội đó, như là Cam Minh Hưng chẳng hạn, hay là các bạn cùng trang lứa mà qua đây thì cũng như chị Thanh Lan có nói, từ hai bàn tay trắng vừa đi học vừa đi làm, nhớ những ngày xưa mà mùa đông cũng vậy, vừa đi học sáng dậy phải đi bỏ báo vân vân, thì rất là cực khổ. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ đã cho mình cái cơ hội, đất nước này phải nói khi mà còn đi học thì được những cái grant, rồi vào trường sau này vô trường UCLA, rồi vô trường nha khoa, thì có những cái họ cho mình mượn tiền học. Không nghĩ là một cái quốc gia nào có thể cho một học trò vô trường học hàng trăm ngàn để mà trả tiền tuition, để sau này mình ra trường mình tất nhiên mình sẽ trả lại, nhưng mà họ đó dám đầu tư vào những cái thế hệ như vậy thì phải nói là nhưng mà rất là hay. Nghĩ tới cái chuyện vừa ra trường mà đi làm phải trả lại từ đó tiền, nghe cũng mệt quá em nhỉ. Nhưng mà còn hơn là không được học. Thì nếu mình có cơ hội thì mình làm việc rồi từ từ, mình không phải trả liền một lúc, trả rất là nhiều năm tháng, thì bây giờ đến tuổi này thì cũng trả may mắn mình quay trả hết nợ tiền vâng, học. Thưa quý vị, nếu mà ai cho Thanh Lan mượn tiền để đi học tiếp chắc Thanh Lan cũng học. Nhưng mà có cái dại vô cùng, Cao Minh Hưng biết không, khi mà chị Thanh Lan qua tới Mỹ này nè, lại có nhiều người cái can thôi đừng đi học nữa, đi hát thế được rồi, thế cho nên là mình không có đi học tiếp, bây giờ mình cứ tiếc mãi, bây giờ thì quá trễ đúng không? Tại chị là phải nói là trời thiên phú mà giọng hát của chị thì đó là một cái đó là rất là hay, chị nên theo cái đường đó là đúng rồi. Thưa quý vị, thật ra thì ở đời mình không thể nào tham được, mình làm cái gì mình cứ chú tâm mình làm một thứ thôi. Người Việt Nam mình có câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh, đó nghề của chị là ca hát thì chị cứ ca hát cho tới giờ này, còn nghề của Cao Minh Hưng đâu phải nhạc nhít gì đâu, sao tự nhiên đang từ răng mà nhảy qua tới nhạc vậy. Cảm ơn chị. Thì phải nói cũng có đọc những cái Bỏ Túi Cuộc Đời chẳng hạn của Dân Ca Thăng Lan, thì thấy cái niềm đam mê cũng giống chị, khi bé cũng rất là yêu văn nghệ, những ngày học trung học cũng bắt đầu làm thơ viết văn từ thuở đó đó chị. Rồi qua đến Hoa Kỳ thì tất nhiên mình sẽ lao vào công việc rồi đi học, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng khi gặp Ngọc Bích, người bạn đời sau này, thì Hưng cũng viết rất là nhiều bài thơ để tặng cho Ngọc Bích. Thì mình ở Việt Nam thì cũng học guitar, qua bên này thì khi mà ra trường xong có thời gian thì cũng sắp xếp thời gian để học trở lại học nhạc, piano. Thì lúc đầu thì mình chỉ học định đánh đàn cho vui thôi, là nghĩ đó mình có nhiều bài thơ có thể phổ nhạc những bài thơ này, thì bắt đầu sáng tác nhạc từ lúc đó thì chị. Rồi như là Cam Minh có thư chuyện cho vài phút trước đây là duyên đưa đẩy thì gặp cô nhạc sĩ Anh Bằng, thì rồi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ ra đời. Từ đó mình cứ lao vào cái việc sinh hoạt của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, sinh hoạt cộng đồng, thì nó cũng tương đối bận rộn nhưng mình cũng sắp xếp thời gian. Những sinh hoạt này tuy là làm mình bận rộn, chạy tới chạy lui, nhưng mà nó làm cho cuộc sống mình phong phú hơn và làm cho rất là nhiều người xung quanh được vui. Thanh Lan thấy những cái nụ cười hớn hở của các chị mà đến với những chương trình của Cao Minh Hưng tổ chức đó, thì đấy, như thế chẳng vui hơn là ngồi ở nhà sao? Tại vì có nhiều người nói với Thanh Lan rằng vào cái tuổi này là các chị chỉ có ở nhà mà nấu cơm cho cháu hay là đi đón cháu đi học thôi. Thì thế cuộc sống như vậy thì rất là buồn tẻ. Nên là có cái câu lạc bộ của Cao Minh Hưng thì phải nói rằng từ khi đó là vui. Cuộc sống thì nhiều niềm vui hơn lúc trước. Thanh Lan tuy rằng ít có ra đường nhưng mà cũng hay vào YouTube xem lắm, rồi thì đọc báo chỗ này chỗ kia, thì thấy rằng Cao Minh Hưng thì lúc nào cũng bận rộn, không có khi nào mà ở không cả. Thế thì cho chị Thanh Lan tò mò hỏi chút xíu là khi nào thì bắt đầu chuyển qua âm nhạc và show siếc, không nhớ gì đến răn cỏ nữa. Dạ thưa, thì cũng vẫn phải đi theo ngành nha khoa. Thì kính thưa quý vị, chị gần đây thì
Cảm ơn anh. Từ khi vào câu lạc bộ từ nghệ sĩ, thành lập câu lạc bộ từ nghệ sĩ thì sinh hoạt bận rộn hơn. Tuy nhiên cũng là những ngày cuối tuần thôi chị. Sáng tác thì buổi tối, các chị trong nhóm thì một tuần một ngày thì cũng đến tập hát, tập múa với nhau. Các em thì cũng chiều thứ bảy mới tập cho các em hát múa là những cái lớp tiếng Việt. Nên vẫn phải giữ nghề giáo khoa. Và sinh hoạt thì thường thường là chủ yếu là cuối tuần. Thanh Lan nếu nhớ không lầm thì có tới văn phòng của Cao Minh Hưng rồi đó. Và lúc đó thì được gặp rất nhiều các bà Mỹ ra chào đón, nói năng lịch sự lắm. Thanh Lan thì cũng nhân dịp này có dịp thì xin chúc Cao Minh Hưng lúc nào cũng phát đạt với cái cơ sở của mình. Ngoài ra thì tên tuổi càng ngày càng cao hơn, được nhiều người yêu mến hơn với câu lạc bộ tình nghệ sĩ của mình. Hôm nay thì chị Thanh Lan rất là vui được gặp lại Cao Minh Hưng ở đây trong cái Thanh Lan Show này. Thường khi thì mình gặp nhau chỗ khác, tại vì nói những cái đề tài khác. Nhưng mà có cái này chị sực nhớ ra, Cao Minh Hưng có ra mắt sách đúng không? Có làm đêm ra mắt không hay là muốn có thì phải làm sao? Dạ, 5-6 năm về trước, có một quyển sách viết về My Life và những câu chuyện ngắn. Thưa vị, thì đây cũng là một cái tập hợp, là một cái cơ duyên. Thì quý vị biết Việt Báo có tổ chức một cái chương trình viết về nước Mỹ. Thì đây cũng phải nói là một cái động lực cho rất là nhiều tác giả chuyên nghiệp cũng có, bán chuyên nghiệp cũng có, viết những cái đề tài khác nhau. Thì Cao Minh Hưng sinh hoạt bắt đầu viết từ năm 2007 cho cái chương trình này. Thì cũng may mắn cũng hân hạnh được một số giải thưởng của Việt Báo. Thì đến khoảng năm 2018 thì tập hợp những câu chuyện lại với nhau để thành một cuốn sách. Thì trong đó cũng khoảng mười mấy quyển chuyện ngắn trong đó. Trong đó thì có viết về chuyện My Life, tức là cũng một cái phần hồi ký cũng bất chước chị Thanh Lan đây. Không, cái này là Cao Minh Hưng ra mắt trước mà. Chỉ tới năm 2022 Thanh Lan mới ra mắt. Tuy rằng viết từ năm 2003. Thì mình tập hợp những cái đó và cuốn chuyện My Life và những câu chuyện ngắn cũng ra đời. Thưa quý vị, thì đến ngày hôm nay quý vị thấy chắc là chị có thể để một cái poster, cái bìa của cuốn sách. Sách cũng đang ở trên Amazon. Nếu quý vị đánh vào My Life và những câu chuyện ngắn hay là tên Cao Minh Hưng thì có thể nó cũng ra. Thì phải nói sự phổ biến của Amazon cũng rất là mà Cao Minh Hưng có in với Amazon không? Dạ, in với Amazon, tức là lúc mình phải in với sách, họ thì họ mới take care cho mình phải không? Nó không, tức là mình khi mình ra mắt sách thì mình tự in rồi ngày ra mắt sách cũng vài trăm quyển cho khán giả, độc giả tới đó. Nhưng mà sau đó thì mình cứ để quyển sách mình trên Amazon thì khán giả, quý vị nào muốn mua thì họ tự họ in ra, họ in từng quyển để họ ship về từng nhà. Nhưng mà mình không phải làm không ơn nói cho khán giả biết tôi muốn có quyển sách của Cao Minh Hưng thì phải làm sao? Nếu mà nhất thì quý vị cứ liên lạc với Cao Minh Hưng là 714-403-9315 hay là vào lúc nhất là vào Facebook là Cao Minh Hưng và Cao Minh Hưng trên inbox. Còn không, quý vị có thể vào thẳng Amazon cái đánh cái tên cuốn sách là My Life và những câu chuyện ngắn. Vui quá. Thanh Lan thì Thanh Lan rất là cảm thấy trong lòng rất là hãnh diện khi mà thấy rất là số đông những người Việt Nam qua đây, mới có một thế hệ, hai thế hệ thôi mà những người mà thành công có rất đông. Trong khi đó Cao Minh Hưng có để ý không? Những nước như là Nhật hay là người Hoa qua đây từ bao nhiêu thế kỷ rồi mà cũng đâu có hơn mình đâu. Rất là tự hào phải nói với dân Việt Nam mình rất là thông minh. Quý vị thấy cái hàng năm là những cái trường trung học, phần lớn là những em mà ra trường mà top là toàn là tên Việt toàn Nam. Toàn là họ Việt Nam không Việt á? Nam, Thì xin cảm ơn sự có mặt của Cao Minh Hưng đã quá bộ đến với Thanh Lan Show ngày hôm nay. Trong hình thì là mưa vậy đó, nhưng mà ở ngoài trời thì không, trời đẹp lắm quý vị. Thanh Lan xin gửi đến quý vị lời chào thân thương và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Xin chào quý vị và xin chào chị Thanh Lan.
ngã sinh buôn vạt thiếu nặng nghĩa tình, thương con ấm êm trong vạt yếm thướt tha Hà Nội nắng bình minh. Chiếc khăn mỏ quả nón quay thao, ôi xinh sao thật là xinh, cứ tưởng quen thân tự thuở nào, phu thê kết duyên hai vạt thắm, áo bay chùa Hương Giang thương sâu. Áo tím thơ ngây đẹp cao sang, sông hương lơ lửng nắng nhuộm vàng, cố đô thêm đẹp bao tà áo, bước chân ai đến thân đô, núi ngờ cho ai đứng ngờ ngơ, dáng em e ấp non bài thơ, áo dài cổ kính thành rêu phụ, dịu dàng trong lãng huế mong mơ. Bến Thành muôn tà áo, Sài Gòn tươi thắm đẹp áo hoa, áo theo nhịp vui khắp đô đây, đang bay bay thật vui thay, áo dài hồn quê thêm đồng đầy, nơi đâu thoáng bay bay tà vạt yếm thướt tha Hà Nội nắng bình minh. Chiếc khăn mỏ quả nón quay thao, ôi xinh sao thật là xinh, cứ tưởng quen thân tự thuở nào, phu thê kết duyên hai vạt thắm, áo bay chùa Hương Giang thương sâu. Áo tím thơ ngây đẹp cao sang, sông hương lơ lửng nắng nhuộm vàng, cố đô thêm đẹp bao tà áo, theo bước chân ai đến thành đô, núi ngờ cho ai đứng ngờ ngơ, dáng em e ấp non bài thơ, dài cổ kính thành rêu phụ, dịu dàng trong lãng huế mong mơ. Áo bay trên phố dáng kiêu sa, áo cô ba thật kiêu sa, nón lá bà ba thiệt mặn mà, đông vui nè Bến Thành muôn tà áo, Sài Gòn tươi thắm đẹp áo
khóc